Ẩn xà cừ suốt bao nhiêu năm vừa qua nó chưa bao giờ hết hot mọi người, chưa bao giờ nó bị lỗi mốt luôn. Mình chỉ cần đổi thêm một chút trang trí là nó sẽ thành một cái hiệu ứng khác, nó còn xinh hơn cơ. Ở đây Thảo đang có một cái ngón tay này, Thảo đã sơn bay rồi mọi người nhé. Ngón tay này chúng ta sẽ đắp gel lên. Đây là ngón nồi móng đắp gel. Thì cái trang trí này nó áp dụng không chỉ với nồi móng đắp gel. Mọi người làm trên cái ngón tay bình thường mà không có đắp gel thì mọi người sơn cứng móng lên cho Thảo thay vì đắp gel nha. Còn đắp gel ở đây chúng ta sẽ đắp gel gôm màu 23. Mọi người sẽ đặt xuống và mọi người nhúng cọ vào cồn để ấn nó ra cho nó bằng phẳng với cái chiều ngang của móng đi. Rồi sau đấy thì mình sẽ đẩy chân móng cho nó thấp xuống nhá. Đây, đẩy xuống này. Đẩy vừa dựng cọ mình đẩy nha. Tại vì chân móng mọi người sẽ đẩy thấp thôi. Thấp và cách xa chân móng 1mm. Chứ không phải là mình đắp sát sàn sạt đâu mọi người nhé. Nếu như mọi người chưa biết về cách đắp gel thì có thể xem lại các video về đắp gel gôm của Thảo luôn nha, cho nó rõ nhất. Rồi sau đó mình vuốt xuống. Gel này đắp rất là sướng mọi người ạ. Vuốt cho nó phẳng bề mặt đi nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt cái phần đầu móng này đi. Đó. Phần gel thừa mình có thể cất đi. Còn ai không thích cất thì vứt đi thôi. Ai không tiếc thì vứt đi. Còn cất đi thì nó chất lượng nó vẫn bình thường, không có ảnh hưởng gì cả mọi người nhé. Sau đó mình sẽ chỉnh lại form móng. Mình chưa hơ đèn đâu nha. Bây giờ mình sẽ ẩn xà cừ lên luôn. Cái gel này nó rất là sướng, là ẩn rất là nhanh. Đây, chưa hơ đèn nhá. Cho giấy nhún. Sau đó mình sẽ đặt miếng xà cừ xuống. Đấy, tiếp theo nữa mình đặt miếng tiếp theo. Mọi người ấn xuống và hơ đèn cho Thảo nhé. Hơ đèn xong nhé, thì chúng ta sẽ trải một lớp cứng móng lên. Lớp cứng móng lúc này mọi người sẽ trải để làm phẳng bề mặt. Vì xà cừ có độ lồi lõm, và thứ hai là mọi người sẽ phủ qua phần chân gel. Đấy, sơn đến cách chân móng một chút thôi thì nó sẽ rất là bền cái gel này. Rồi, cứng móng này là cứng móng của Geliva, nó rất là đặc mọi người nhé. Đây, mình điều chỉnh nhá, mình điều chỉnh làm sao cho nó phẳng nhất có thể. Khi mà mình ẩn xà cừ, mình đặt nó xuống, mình ấn nó xuống là nó đã rất là tệp vào móng rồi mọi người nhá. Sau khi hơ đèn 99 giây xong thì mọi người sẽ lau cái phần cứng móng đi bằng cồn hoặc acetone cho nó hết dính. Và mình sẽ rũa form đi. Tương tự như vậy, Thảo vẫn nhắc là nếu như lúc này mọi người làm nó bị lồi lõm thì chúng ta phải chạy máy. Hoặc là lồi lõm ít thì mình có thể dùng rũa để rũa bề mặt nó đi. Đấy. Còn nếu như mà nó bằng phẳng, không bị lồi lõm, quá phẳng rồi thì thôi không cần phải làm gì cả nữa mọi người nhá. Đây, cái chỗ này nó hơi bị vảnh một tí, Thảo tạt nhanh bằng rũa luôn. Vì có một ngón à. Đấy. Mọi người nhớ giữ chặt tay khách nhá. Đây là cái rũa Geliva, mọi người dùng thấy là bền vô đối luôn, tức là nó lâu bị cùn lắm mọi người ạ. Chứ không phải là rũa mà rũa 2-3 bộ nó đã cùn, nó vứt đi rồi đâu, mọi người cứ thử dùng xem nhá. Rồi, rũa lại form. Nhớ nhá, Thảo xin nhắc lại vì rất nhiều bạn bảo em không đắp gel gôm có ẩn xà cừ được không, thì chắc chắn là được. Chỉ có điều là mọi người thay vì đắp gel thì mọi người sẽ sơn một lớp cứng móng như Thảo vừa sơn, để sau đó thì mình sẽ đặt xà cừ với các thứ lên bên trên nhá. Đã làm xong, mình lau đi nhá. Trời, cái màu gel gôm này đẹp quá, kết hợp với xà cừ ánh ngọc trai cực kỳ xinh luôn. Bình thường mọi người không thích làm các thứ lên trên thì ẩn xà cừ nó chỉ đến đây thôi là sơn tốp cũng được nhá. Còn bây giờ Thảo sẽ trang trí thêm một chút kẻ dạ. Tạo hiệu ứng kẻ dạ thì Thảo sẽ kéo gel nhện lên, tạo đường kẻ này. Đấy, tại kéo gel nhện cho nó nhanh mọi người nhá. Chứ còn kẻ bằng cái cọ thì nó khá là lâu ấy. Được chưa ạ? Sau đấy thì mình sẽ kéo ngang nó sang nhá. Phần nào mà mình chấm cái bút chấm bi xuống thì mình lau đi thôi, không có gì cả. Kéo thêm một đường ngang nữa này. Nên là xà cừ Thảo vẫn bảo là không bao giờ bị lỗi mốt, chỉ cần trang trí không cũng đẹp. Còn không mọi người cứ thêm một vài cái trang trí là nó sẽ rất là xinh. Bây giờ mọi người sẽ đẩy tốp sát chân móng cách một sợi tóc thôi, mọi người thấy không ạ? Chân nó sẽ rất là sát, gel của mọi người rất là bền. Và hơ đèn cho Thảo. Bởi vì còn một bước trang trí cuối cùng nữa. Mà bước này thì chúng ta không cần phải sơn tốp nên mình sẽ sơn tốp trước. Hơ đèn kỹ xong, Thảo sẽ dùng cây cọ hoa cúc để chúng ta tán cái gel xi măng lên đây để tạo thêm cái phần dạ ở đây. Gel xi măng chỉ cần hơ đèn kỹ 99 giây và không cần phải sơn tốp lại đâu nha mọi người. Vì gel xi măng không cần sơn tốp. Đấy, tất cả các sản phẩm Thảo đang sử dụng thì nhà Thảo đều có phân phối, và mọi người muốn mua ở cửa hàng chính hãng để tránh những cái trang giả mạo ấy thì mọi người vui lòng là lướt xuống bên dưới, Thảo có để phần link các sản phẩm ở phần bình luận nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong. Mọi người thấy chưa ạ? Xà cừ nó sẽ rất là lạ mắt và trở nên sang hơn. Chúng ta có thể biến tấu bất cứ màu nào cũng được mọi người nhé.